Let's rock and roll. Anh em có nhu cầu mua nick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop nick rẻ 24h.com. Alo, vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái clip, nói chung là hôm nay mình sẽ thử xem là cầm một cái khẩu USB này thôi, đi bắn xem nó như thế nào nha. Một cái mồm này, 2, 3, úi trời, úi rồi ai trông qua đất này. Toàn táo không ạ. Rồi, tuyệt vời luôn, 5 quả táo luôn, đẹp luôn. Để mình lên mình xem con thằng nữa, mình vơ vét lốt. Ui, yếu quá, yếu quá. 5 cái headshot. Mẹ, tưởng kiếm thêm thằng nữa cho cái clip nó hay mà không được anh em ạ. Tính là làm liều ăn nhiều nhưng mà không được. Máu yếu quá. Đấy thì hôm nay mình nghĩ ra cái ý tưởng là thử chấp tem bạn một tay xem như thế nào. Một tay ở đây nghĩa là mình bắn một khẩu lục thôi. Để xem là cái sức mạnh của cái em USB nó thế nào. Tiếp tục vào. Đấy, cứ vứt súng ở đấy, thằng nào nhặt thì nhặt nhá anh em nhá. Cứ vứt con AK, thằng nào nhặt thì nhặt. Ui, rào đông thế. Ui ôi, một đám lâu nhâu. Cố lúc hả bạn ơi. Phê đấy. Bình thường con nục USB này nó có 20 viên đạn thì đủ để có thể mà anh em giết được 4 mạng nha. Đấy là 4 mạng anh em bắn, gọi là tính cả những viên mít đấy, là 4 mạng một băng. Còn nếu như mà bắn không mít thì chắc phải giết được khoảng độ tầm 7 mạng, 8 mạng. Con lục này nó cũng thốn lắm, đam thốn. Con lục VIP này bây giờ nó còn mạnh hơn cả cò 357 đấy anh em ạ. Mà cái tỷ lệ headshot của nó cũng cao lắm. Mấy cái thằng này đã cho mượn AK rồi lại còn đòi mượn lục nữa thì tao bắn bằng cái gì? Cho nó mượn súng AK rồi mà nó lại còn đòi mượn lục nữa anh em ạ. Đâu cái thằng kia rồi. Tham thì tham nó vừa vừa thôi chứ nị. Ôi giời ơi, lúp. Khỏi phê vãi đấy. Bắn đi như chỗ không người anh em ạ. Không biết là tem kia nó yếu hay là do khẩu súng của mình nó mạnh quá nhỉ. Theo mình nghĩ là súng mạnh quá đấy. Đâu hết rồi? Đi đâu đây? Ái da, thủ nhà. Ok, mình sang với trận mới nha anh em nhé. Trận vừa rồi tem bên kia đó lát quá, yếu quá. Sang tự trận mới để chơi xem như thế nào. Trận vừa rồi bắn 10 round, xong trận rồi. Trận này bắn 12 round. Ok rồi, bắn ơi. Bóc mít luôn nha anh em nhá. Đấy à, cánh mít hơi đông đấy. Ở đâu đây? Bướng vậy. Ôi, vẫn còn thằng nữa này. Không để ý. Tưởng hai thằng. Thằng nữa vách trưởng thật. Tem bên mình có vẻ như là không nhiệt lắm. Mình ép tận lên, lên nhà nó rồi. Tiếp nào anh em. Bán này đánh hâu theo luôn. Cứ một mít một hâu theo mà giá thôi. Thi thoảng đá bán A là ok. Hâu theo có này. Mấy ông chưa nhìn thấy nhân vật Full God à? Làm gì mà ngạc nhiên vậy? B mà này không canh luôn này. Cầu mít có một nhá. Cái gì à? Kê với chúng tôi à? Phải không? Cầm lục mà đi như chỗ không người anh em ạ. Ở đâu đấy? Ở đâu đấy? Mít à? Trời ơi. Khẩu lục này nó còn bằng mấy khẩu tanh không ạ? Mỗi tội là nó không kiểu là bắn ở cự ly xa, nó không đam, nó không to bằng súng tanh thôi. Này chỉ bắn ở cự ly tầm trung với lại tầm gần là ok nhất. Trong hầm có này. Trời ơi, chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Trời. Định của mệnh nhìn của bom bay vào rồi mà đéo lé được anh em ạ. Đéo lé được đường nào luôn đấy. Nhìn nếu có bom bay vào rồi mà chịu chết luôn. Hay quá rồi. Em hầu theo tiếp này. Ôi, gặp ngay hai ông đeo Ngọc Trinh ạ. Đáp quả phải lát thế rồi mà mình không nhìn thấy khói, bắn chết được mỗi thằng. Em nghiêng đây anh em ơi. Chiếm được A rồi kìa. Ông A Đức này, ông vẫn còn ở nhà. Vào hai trận gặp mà hai tem đều yếu quá anh em ạ. Bắn mất hứng quá. Làm thêm vài round nữa anh em mình nghỉ nhá. Con lục này nó bá thật đấy anh em ạ. Bỏ luôn thằng đấy luôn. Không thèm luôn. Anh em chết hết à? Mày tôi chưa gặp được thằng nào ấy. Hết sọt nè em. Trời ơi, hai quả táo. Tèm đéo chịu ép thích thủ làm gì. Mày tôi ép đến tận nhà nó rồi đấy chứ. Trời ơi. Tôi cầm lục mà tôi còn ép như thế này cơ mà anh em. Sau à? Sau còn một à? Từ từ để đấy tôi. Anh em yên tâm. Mày 100C cơ mà, tôi còn 100C cơ mà. Sợ cái nhạy gì. Tầm này thì không bao giờ sợ luôn. Đâu rồi? Đi đâu đấy? Phút dưới hầm, dưới hầm, dưới hầm. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trời ơi, thấy gì không? Anh em thấy có đẹp trai không? Quá này đẹp dai luôn. Đúng rồi, full đi bet đấy. Hôm qua mệt quá không ra được clip cho anh em coi, hôm nay phải ra bù. Không là anh em lại bảo là làm gì mà không ra clip. Hậu theo 3. Từ từ nha. Trời ơi, trời ơi, ngồi với chúng tôi à? Sliber à, Sliber à? Đâu hết rồi. Tôi lên tôi làm lửa tem rồi đấy các ông ạ. Bắn còn ở nhà. Lên mà bắn đi còn gì nữa. Đi một vòng trái đất luôn rồi. Mấy thằng nữa khi đấu nhỉ? À đây rồi. Ê, định mệnh liều thế. Tôi tưởng nó không lao ra cơ. Thế méo nào vừa mới lúc vào thay cái đạn để cho nó đầy đạn để ra vã nó cuối cùng ra bị nó vã lại. Trong nhà đen. Mấy ông này bắn lâu la nhỉ. Mày tao cầm mỗi khẩu lục mà tao còn đi quanh map được. Mấy ông này bắn cảm giác kiểu cẩn thận vãi. Bỏ trong nhà đen rồi. Bắn mấy ông này toàn bắn kiểu bị động thôi, không có chủ động tí nào cả. Tem này cũng mạnh quá, tem kia bấy một kia chơi gì nữa. Trời ơi, lại hết sọt. Hay quá. Chắc có lẽ là clip mình cũng xin được dừng tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong những cái clip sau. Hôm sau thì mình sẽ test những em hàng khác cho anh em coi. Bắn cái em này nó mạnh quá rồi. Test cho anh em thấy, anh em thấy đấy. Tem gặp hai trận mấy ông kia ăn hành toe loe luôn. Ok thôi, chào anh em nhá. Bye bye.